Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe uy tín của em Vinh. Ngày hôm nay thì em Vinh sẽ giới thiệu theo rất nhiều yêu cầu của khách hàng về chiếc xe Toyota Camry. Thì cái nhu cầu của khách hàng vào cái dịp cuối năm rất là cao và Camry đã về nhiều hơn và số lượng xe thì cũng đã ổn định hơn rất là nhiều. Và em Vinh đã có cơ hội để quay được nhiều mẫu xe Toyota Camry hơn gửi tới những khách hàng. Và phiên bản ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị và các bạn đấy là chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0Q màu trắng ngọc trai rất là đẹp đang đứng kế bên em Vinh đây. Và chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha quý anh chị nha, là Toyota Camry bản 2.0Q hoàn toàn mới của năm 2022. Và trong video ngày hôm nay em sẽ giải đáp những cái thắc mắc như là giá xe lăn bánh, chương trình khuyến mãi, thời gian nhận xe, cùng với đó là chương trình trả góp của chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0Q màu trắng ngọc trai với cái màu nội thất là màu đen nha quý anh chị nha. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh nhớ dành tặng cho em Vinh một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ em Vinh và đón nhận nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha, là nguồn động lực giúp em Vinh làm ra nhiều video hay hơn gửi tới toàn thể các khách hàng nha. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng em Vinh điểm đến những cái trang bị và những cái option được nhà máy Toyota trang bị trên chiếc Camry phiên bản 2.0Q này nha. Về mức giá, chương trình khuyến mãi, chương trình trả góp và thời gian giao xe, em Vinh sẽ gửi đến quý anh chị ở phần cuối video, nên đừng rời qua video khác cùng em Vinh xem hết video này để biết chi tiết hơn về chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0Q màu trắng ngọc trai nha. Đầu tiên phải nói tới Camry của chúng ta được trang bị phiên bản 2.0Q, đồng nghĩa là động cơ 2.0 lít hút khí tự nhiên, sử dụng hộp số CVT, cho ra công suất là 170 mã lực, khá là khỏe khoắn và mạnh mẽ cho một chiếc sedan 5 chỗ nha quý anh chị nha. Và chiếc xe này của chúng ta đã đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, rất là thân thiện với môi trường và lại tiết kiệm nhiên liệu hơn cho quý khách hàng nha. Và chiếc xe này của chúng ta là một chiếc sedan hạng sang và rất nhiều khách hàng thích. Và nên những cái bình luận mà làm về Camry em nhận được ở trên video rất là nhiều. Về cái tổng quan phần đầu xe thì chiếc xe này của chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên phải nói tới chính là cái cụm đèn. Đèn chiếu sáng phía trước của Camry thì được trang bị là bóng đèn LED tích hợp cho bóng đèn bi LED chiếu sáng ở phía trước đây, cho ra cái cường độ ánh sáng hội tụ và cho ra được một cái chùm ánh sáng nó song song mạnh hơn và cho cường độ ánh sáng cao hơn. Đối với cái bóng đèn của mẫu xe Toyota Camry này, phía trong đây thì sẽ là đèn chiếu sáng ban ngày dạng xương cá của chúng ta và đèn xi nhan cũng sẽ được tích hợp luôn ở trong cái bóng đèn chiếu sáng phía trước này. Phía dưới đây thì chúng ta sẽ được trang bị là đèn sương mù dạng LED nha. Và trên phiên bản Camry 2.0Q chúng ta được trang bị tới 6 cảm biến xung quanh xe, bao gồm 2 cảm biến góc trước và 4 cảm biến ở phía sau, giúp chúng ta điều khiển chiếc xe nó dễ dàng hơn đối với chiếc Camry này. Đó. Và không thể thiếu đó như là một cái thanh trang trí hình cánh cung ở phía bên ngoài đây, nó tạo điểm nhấn mạnh mẽ hơn cho chiếc Toyota Camry này khi chúng ta nhìn từ cái phần đầu xe. Đó. Tiến vào phía bên trong thì chúng ta phải nói tới chính là cái logo. Logo của chúng ta thì được tráng gương rất là đẹp luôn và gói an toàn Toyota Safety Sense đã được trang bị trên chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0Q này. Rất đẹp nha quý chị nha. Đó, làm chọn ở trong cái logo này nha quý chị nha. Có an toàn Toyota Safety Sense sẽ bao gồm cảnh báo lần làn đường và giữ làn, cảnh báo tiền va chạm, giữ khoảng cách với xe phía trước và đèn pha thông minh AHB đều được trang bị trên chiếc Camry phiên bản 2.0Q này của chúng ta. Đó là gói an toàn rất là nhiệt huyết và rất là tâm huyết của nhà Toyota đặt trên rất nhiều mẫu xe hiện đại mới của nhà Toyota trong năm 2022 này. Đó. Về tổng quan phần đầu xe thì như quý anh chị có thể thấy được, Camry nó là một chiếc xe thương hiệu của nhà Toyota. Nó là một chiếc xe bán chạy nhất trong phân khúc hạng D. Nên về phần đầu xe, về cái sự quấn hút thì chắc em Vinh không cần phải bàn quá nhiều rồi. Rất là đẹp nha quý anh chị nha. Đó. Về phần hông xe thì sao? Hông xe thì phải nói Camry có một cái hông xe với cái chiều dài cơ sở rất là tốt luôn. Và cái đường kính vành mâm thì cũng được thiết kế rất là đẹp trên phiên bản của năm 2022 này. Đặc biệt mâm chúng ta trên phiên bản này được trang bị mâm đa chấu và phay xước rất là thể thao hơn cả cái bộ mâm xương cá của cái phiên bản tiền nhiệm nha. Đó. Vỏ của chúng ta thì được trang bị vỏ Breton và là kích thước vành mâm là 18 inch nha quý chị nha. Đó, thắng thì đương nhiên là sẽ sử dụng thắng đĩa bung bánh rồi, rất là đẹp nha khi chúng ta nhìn vào cái bộ mâm này. Gương chiếu hậu thì sẽ được sơn cùng màu thân xe, được đặt thấp xuống phía dưới đây cho cái góc nhìn phía trước tốt hơn và có cảnh báo đêm mù trên gương, có chỉnh điện gập điện tự động và đèn báo rẽ dạng LED trên gương luôn nha. Rất là đầy đủ. Đường chân kính mạ chrome chạy dọc xung quanh xe luôn. Đó. Ôm này cái bao khung cửa này, nhìn nó rất là đẹp nha. Và những cái chi tiết được trang trí bởi cái màu sơn nền bóng này, nhìn chiếc xe của chúng ta nó rất là đẹp luôn.
tay nắm cửa của mạng Rome có tích hợp nung cả lúc mở cửa thông minh trên tay nắm cửa. Đây là một chiếc xe vừa mới cập bến đại lý Toyota tân tạo bên em luôn, nên những cái miếng dán bảo vệ này hoàn toàn chưa được lột ra luôn nha. Đó, em đã quay ngay để gửi tới toàn thể quý khách hàng rồi. Đó, với khối động cơ là 2.0 lít sử dụng hộp số CVT và là một chiếc xe hút khí tự nhiên của nhà Toyota, cho ra công suất là 170 mã lực, thì chiếc xe Camry của chúng ta về cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ hết 6.4 lít đối với đường kết hợp thôi, còn đối với đường ngoài đô thị là chỉ có 5.16 lít thôi nha. Với khối động cơ mà 2.0 lít mà tiêu hao nhiên liệu như này thì em Vinh đánh giá là một chiếc xe tiết kiệm nha quý chị nha, không những sang đẹp mà lại còn tiết kiệm nữa nha quý chị nha. Đó là về tổng quan về phần hông xe. Còn về phần đuôi xe thì sao? Đuôi xe của Camry thì phải nói đầu tiên đến đó chính là cái cụm đèn hậu của phía sau. Em rất là mê cái cụm đèn này của chiếc Camry luôn. Nhìn nó thiết kế rất là đẹp và rất là quyến rũ luôn, với những cái đường khí đựng học được tích hợp ở trên cái đèn hậu phía sau luôn. Và đèn hậu được thiết kế hoàn toàn là bóng LED luôn, thiết kế rất là bắt mắt khi chúng ta nhìn từ phần đuôi xe. Với những cái đường dập nổi nhánh nhá đuôi xe, nó làm cho chiếc đuôi xe Camry nó sang trọng hơn khi chúng ta nhìn từ cái phần đuôi xe. Đó là về những cái phần trang trí ở cái phần đuôi xe khiến chiếc xe Camry của chúng ta nó bắt mắt hơn. Đó. Còn về an toàn ở phía sau thì sao? An toàn phía sau chúng ta được trang bị một camera lùi và bốn cảm biến lùi phía sau, giúp chiếc xe của chúng ta nó an toàn hơn và nó dễ dàng điều khiển hơn khi chúng ta có những cái chức năng bổ trợ đó. Về phần cốp xe thì chúng ta được trang bị một cái cốp xe có thể nói là khá là rộng. Đối với những cái chiếc xe sedan thì cái phần cốp xe nó khá là quan trọng luôn. Đó. Với dung tích của cái khoang hành lý này của chúng ta rộng như thế này thì tầm 2 cho đến 3 vali là chúng ta thể dư xăng để trong đây nha. Và nếu mà có đi đánh gốt á, chúng ta để từ 2 đến 3 bộ gốt thì trong đây đều được nha quý chị nha. Bánh sơ cua dự phòng, con đội, bộ dụng cụ mở bánh xe sẽ được để rất là gọn gàng ở phía dưới đây. Đó, rất là đẹp nha. Đó. Rồi. Đó là về phần tổng quan phía bên ngoài và phần khoang hành lý của chúng ta. Còn về phần nội thất phía trong xe thì chúng ta có những cái gì? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào phần nội thất xe nha. Và đây là phần nội thất của chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0Q của chúng ta. Thì như em Vinh có giới thiệu ở đầu video thì Camry được trang bị hai màu nội thất. Khách hàng có thể lựa chọn và phối giữa cái màu ngoại thất đều được sẽ được trang bị hai màu nội thất nha. Là nội thất màu đen và nội thất màu kem, được trang bị trên tất cả các phiên bản của mẫu xe Toyota Camry luôn nha. Đó, như quý chị có thể thấy ở trên cái phần táp bi cổ này, chúng ta được bọc da và thiết kế rất là đẹp luôn, có đèn chào mừng ở phía dưới đây luôn nha. Đó, lên xuống kiến là một chạm chống kẹt tất cả các cửa, nhớ hai vị trí ghế, vị trí gương. Đó, gập điện tự động điều chỉnh kiến rất là đầy đủ luôn. Ghế của chúng ta thì được trang bị là ghế điện chỉnh 10 hướng nha. Ghế này chỉnh 10 hướng luôn, ghế điện chỉnh 10 hướng luôn. Tất cả các ghế ở trên mẫu xe Toyota Camry đều sẽ được trang bị chỉnh điện hết nha. Không có bất kỳ vị trí ghế nào của chúng ta sẽ là chỉnh cơ hết. Ghế thì là ghế da rồi, cực kỳ ôm form, ngồi rất là thích nha. Và phía trong đây thì là chúng ta không thể thiếu, đó chính là những cái hệ thống an toàn khác của chúng ta, như là hệ thống đèn pha thông minh AHB, đó, hệ thống VSC và TRC của chúng ta, mở cốp điện và mở nắp xăng bằng điện. Vô lăng của chúng ta cũng sẽ được chỉnh điện luôn nha, rất là đầy đủ luôn ở trên chiếc Camry này. Đó, và vô lăng thì được bọc da mạ bạc ba chấu rất là đẹp luôn, tích hợp rất là nhiều nút bấm trên vô lăng, tăng giảm âm lượng đàm thoại đánh tay. Đó, hệ thống trong gói an toàn Toyota City Sense. Đó, hệ thống ga tự động Cruise Control, lấy chuyển số thể thao trên vô lăng. Đó, hệ thống đèn pha auto tự động bật tắt, gạt mưa tự động. Đó, và cái màn hình phía trước mặt người lái của chúng ta thì được trang bị màn hình 7 inch. Đó, thể hiện gần như đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật về chiếc xe gửi tới người lái trên đây. Đó, như quý chị thể quan sát thấy này, toàn bộ tất cả mọi thứ đều sẽ được gửi tới người lái trên đây, ở trên cái hệ thống này. Đó, tình trạng của chiếc xe này, đó, áp suất lốp này, những hệ thống an toàn trên xe này đều sẽ được báo ở trên đây luôn. Đó, và nhiệt độ như là vị trí số, rồi tất cả những hệ thống đều sẽ được thể hiện trên đây nha. Về sâu phía bên trong nội thất chiếc xe này thì chúng ta còn những gì? Thì ngay bây giờ hãy cùng em Vinh đi sâu vào phần nội thất của chiếc Camry này nha. Và đây là cái nội thất của chiếc Camry phiên bản 2.0Q của chúng ta. Đầu tiên phải nói tới một cái màn hình rất là lớn ở đây. Đó, màn hình giải trí của chúng ta có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, đó, kết nối Bluetooth. Đó, hệ thống giải trí thì gồm 9 loa JBL cho cái chất lượng âm thanh giải trí rất là tốt ở trên chiếc Camry phiên bản 2.0Q này. Đó. Và hệ thống điều hòa của chúng ta thì sẽ là điều hòa tự động 3 vùng độc lập luôn, để chúng ta thoải mái điều chỉnh theo sở thích của từng khách hàng ở trên xe. Đó, hệ thống sạc không dây của chúng ta cũng sẽ được trang bị luôn.
phía dưới đây thì có tẩu sạc 12V 120W và giác cắm USB ở phía dưới đây nha. Đó, hộp số CVT của chúng ta. Ba chế độ chạy rất là linh hoạt luôn, Eco, Normal và Sport tùy theo cái nhu cầu của chúng ta để chúng ta thể chuyển đổi theo sở thích nha. Đó. Auto hold và phanh tay điện tử là điều không thể thiếu trên chiếc xe Toyota Camry này. Đó. Đèn nội thất cũng sẽ được trang bị luôn. Đó, trên đây là gỗ này, giả gỗ rất là đẹp này. Đó, ghế da chỉnh điện này, rất là đầy đủ luôn, bệ tỳ tay đó. Về tổng quan thiết kế thì Camry gần như không có gì để chê ở trên chiếc xe này. Gương chiếu hậu trong xe thì là tự động chống chói đó, cửa sổ trời đó. Mặc dù không phải là cửa sổ trời toàn cảnh nhưng mà một cái cửa sổ trời này sẽ giúp chúng ta có thể đón được những cái không khí ở bên ngoài vô, hoàn toàn một chạm chống kẹt luôn nha quý anh chị nha. Và khi không sử dụng thì chúng ta thì hoàn toàn đậy lại đó, nó sẽ giống một chiếc xe bình thường, rất là đầy đủ nha. Đó, đó là về tổng quan về cái hàng ghế phía trước và những cái tiện nghi của người lái trên xe đó. Còn về hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ có cái gì dành cho cái chỗ ngồi mà thường hay được gọi là chỗ ngồi dành cho ông chủ, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vân đón xem nha. Và hiện tại thì em Vân đang có mặt ở cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe Toyota Camry. Điều không thể thiếu đó chính là cửa gió phía sau đó, hai giắc sạc USB 2.1A thì chúng ta thể điều khiển hoặc là sử dụng những cái hệ thống điện ở phía sau. Và đặc biệt nhất ở cái hàng ghế thứ hai này đó chính là cái sự thoải mái. Một chiếc xe Camry thì điều đầu tiên chúng ta phải nói tới đó là cái độ thoải mái ở băng ghế thứ hai, đặc biệt là cái vị trí mà em Vinh đang ngồi, một cái vị trí được ưu tiên rất là nhiều, hay còn gọi là vị trí của ông chủ nha quý anh chị nha. Rất là tuyệt vời khi chúng ta ngồi trên cái băng ghế thứ hai này, sướng hơn cả chúng ta ngồi ở vị trí lái nữa nha. Đó, ở phía giữa đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình trung tâm điều khiển rất là đầy đủ những cái hệ thống cần ở trên xe, như là cái độ ngã ghế của chúng ta này ở hàng ghế thứ hai này. Gần như ở trong cái phân khúc hạng D thì rất hiếm xe có được cái sự điều chỉnh ở cái hàng ghế thứ hai này hoàn toàn bằng điện để chúng ta thoải mái ở cái băng ghế thứ hai này. Đó, ngoài ra thì nhiệt độ và tất cả những hệ thống giải trí trên xe đều sẽ thể hiện ở đây. Và phía sau đây chúng ta sẽ có một cái rèm điện nha. Đó, thao tác ở luôn ở trên cái màn hình điều khiển ở đây. Đó. Chúng ta cần sự riêng tư thì chúng ta sẽ bật lên, thao tác hoàn toàn trên đây luôn nha. Vẫn có khay để ni nước ở phía sau đây. Đó, rất là đầy đủ nha. Rồi. Và cái điều đặc biệt ở cái vị trí em Vinh ngồi là hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái ghế phía trước đây. Đó, em Vinh sẽ điều chỉnh cho quý anh chị xem này, ngả trước này, ngả sau này. Đó, chúng ta có thể lùi về phía sau này và đẩy về phía trước để tăng thêm cái sự rộng rãi cho cái băng ghế của chúng ta, đặc biệt là cái chỗ mà em Vinh đang ngồi là vị trí của ông chủ. Và sau khi chúng ta đẩy hết về phía trước thì như quý anh chị có thể thấy, phần chân của em Vinh gần như được duỗi phẳng hoàn toàn luôn. Đó, và tư thế ngồi sẽ là một tư thế ngồi tuyệt vời nhất ở trên chiếc xe Toyota Camry này. Phía bên hông thì chúng ta cũng được trang bị một cái rèm đó để chúng ta điều chỉnh bằng tay nha, để tăng thêm cái độ riêng tư cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Đó là về tổng quan về cái hàng ghế thứ hai của mẫu xe Toyota Camry. Nó mang lại cái sự thoải mái, tiện nghi và đặc biệt là cái sự tôn trọng người sử dụng ở cái băng ghế thứ hai này hơn rất là nhiều, và khẳng định được đây là vị trí của một ông chủ. Đó là về chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0Q ở hàng ghế thứ hai. Ngoài ra, về an toàn của Camry được trang bị rất là đầy đủ, ngoài hệ thống Toyota Safety Sense rất là tân tiến của nhà Toyota, còn hệ thống an toàn như là 7 túi khí, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, đèn báo phanh khẩn cấp, và đặc biệt là hệ thống phanh ABS đều được trang bị hết trên chiếc Camry phiên bản 2.0Q này. Và về phần cuối cùng, phần khách hàng quan tâm nhất đó chính là mức giá của chiếc Camry phiên bản 2.0Q này. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh đến với phần giá của chiếc Camry này nha. Về mức giá của chiếc Camry phiên bản 2.0Q màu trắng ngọc trai của chúng ta do nhà máy Toyota Việt Nam công bố thì chúng ta sẽ có mức giá là 1.185.000.000 đồng. Màu trắng ngọc trai, quý chị vui lòng cộng thêm vào giá xe giúp em 8 triệu đồng nữa nha. Và nếu mà để lăn bánh chiếc này hộ khẩu khách hàng tại Sài Gòn thì dự kiến mức giá lăn bánh của em nó sẽ là 1.328.000.000 đồng dành cho chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0Q này. Những khách hàng có hộ khẩu tại các tỉnh lân cận như Long An thì dự kiến mức giá của em nó sẽ là 1.3 hơn một chút nha. Và hiện tại thì anh em đang có rất là nhiều xe có thể giao sớm cho quý anh chị luôn về cái phiên bản 2.0Q này để có thể phục vụ khách hàng trong dịp Tết Nguyên Đán của năm 2022. Nên những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì đừng ngần ngại gì, nhấc ngay máy điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái mức giá và cái chương trình giao xe sớm nhất vào cái thời điểm Tết Nguyên Đán này nha.
Và dành cho những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chương trình trả góp thì hiện tại mẫu xe Toyota Camry phiên bản 2.0 Q này đang được nhà Toyota áp dụng với mức lãi suất của ngân hàng tài chính Toyota là 0.88% trên một tháng. Hồ sơ thủ tục đơn giản dễ dàng, không nhất thiết khách hàng phải chứng minh thu nhập và đặc biệt không ép khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ. Đó chính là ưu điểm của ngân hàng tài chính Toyota nha. Và dành cho những khách hàng nào mà muốn đến trực tiếp showroom thì đại lý bên em tọa lạc tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Toyota Tân Tạo nha quý anh chị. Đại lý ủy quyền chính hãng của Toyota Việt Nam nên khi khách hàng lựa chọn mua xe thì có thể yên tâm hoàn toàn. Và đặc biệt thì xe chúng ta được bảo hành 5 năm 150.000 km ở bất kỳ đại lý Toyota chính hãng nào trên toàn quốc nha. Thì khách hàng yên tâm khi lựa chọn mẫu xe Toyota Camry này nha. Và đặc biệt dành cho những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh, đừng quên nhấn like video này và tặng thêm cho em Vinh một lúc đăng ký kênh để nó xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn và là nguồn động lực để em Vinh làm ra nhiều video hay hơn và thú vị hơn gửi tới khách hàng nha. Về video tiếp theo, quý anh chị muốn em Vinh làm về mẫu xe nào thì hãy để lại bình luận xuống phía dưới để em Vinh biết nha. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.